Một cô gái bơi một mình trong hồ bơi buổi tối, thình lình có một lực kéo vô hình kéo cô xuống nước. Cô gái vùng vẫy trong vô vọng, sau một hồi kinh hãi, trước mặt cô gái xuất hiện một thi thể đẫm máu. Hôm nay sư tỷ mang đến một bộ phim kinh dị Hàn Quốc. Kỳ thi chết hai phòng học thực tập. Trong một cuộc thi bơi tự do nữ, Eyeon cố gắng bơi hết mình và đã giành vị trí đầu tiên. Cô hào hứng đứng trên bục, sau đó gọi bạn thân của mình là Sehi lên sân khấu để chụp ảnh cùng. Tất cả đều rất vui vẻ hạnh phúc. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Sau giờ kiểm tra, giáo viên thực tập bước ra khỏi lớp, chủ nhiệm khoa chạy đuổi theo, dành cho cô giáo Park một mối quan tâm đặc biệt, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô giáo Park trốn trong nhà vệ sinh để diễn tập nội dung buổi học, bởi sẽ có 3 giáo viên đánh giá và xếp hạng về buổi học của cô hôm nay. Cô vẫn còn một chút hồi hộp, cho đến tận giữa tiết học, các học sinh trong lớp truyền tay nhau thứ gì đó. Đó là một bức ảnh của cô đã bị chụp lén. Cô giáo Park giận dữ giật lấy bức ảnh, nhưng cũng chẳng thể làm gì được đám học sinh này. Tin đồn về Sehi đã lan truyền trong lớp. Một nam sinh ném bịch sữa lên đầu Sehi. Các học sinh xung quanh không nhịn được cười, nhưng Sehi chỉ im lặng, câm nín chịu đựng. Giáo viên Cha đang nói về các biện pháp phòng ngừa cho kỳ nghỉ trên bục giảng, đồng thời tuyên bố trong kỳ thi lần này, 30 sinh viên xếp hạng đầu tiên kỳ nghỉ sẽ giảm đi một nửa đến trường để tham gia lớp học nâng cao. Cả những học sinh này đều phàn nàn kiểm tra thứ hạng của mình, và Sehi nằm trong số đó. Cô trở về nhà, không ngừng nhớ lại những ngày học cùng Taeyeon, nhưng Taeyeon đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Nhóm học sinh ngoan đáng lẽ phải được tận hưởng kỳ nghỉ, bất đắc dĩ đến trường để tham gia lớp học nâng cao đặc biệt này. Giáo viên chủ nhiệm mới là tóc xoăn, không ngừng khuyến khích, nhất định họ sẽ trở thành trụ cột của Tổ quốc. Sau đó yêu cầu trợ giảng Park thu tất cả điện thoại di động của học sinh lại. Cô giáo Park không hiểu tại sao lại thu được một món đồ chơi ô uế như thế, nhưng vẫn chọn cách chịu đựng. Tối hôm đó, thầy tóc xoăn đã gọi cô giáo Park cũng một giáo viên khác là thầy Cha đến uống rượu. Tóc xoăn ở nhà có việc nên không thể ở lại trường học, vì thế đành phải giao lại đám học sinh cho hai người. Trong ký túc xá nữ, một nữ sinh béo đang buôn dưa lê về tin đồn trường học bị ma ám. Hóa ra cách đây không lâu, Kyu Hee trong đội bơi của trường đã nhìn thấy ma trong hồ bơi. Những người khác cũng nói rằng họ đã nhìn thấy linh hồn của Taeyeon khi đang bơi. Nghe cô bạn béo nói về chuyện này, cô gái đeo kính ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, gào lên cậu đừng nói nữa, rồi bước ra khỏi phòng. Những người còn lại đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng biết sao cô bạn kia lại phản ứng thái quá lên như thế. Cô gái đeo kính ngồi trong nhà vệ sinh, không ngừng vuốt mái tóc rối bời, bỗng có cảm giác như tóc đang rủ xuống từ trên cao. Rồi phát hiện ra, tóc còn nhô ra từ phía dưới váy, thình lình một vũng máu đổ xuống đầu cô. Cô gái đeo kính hoảng sợ hét lên, rồi lại thấy rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Trong hồ bơi, nữ huấn luyện viên đang tắm. Cô soi gương và ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình. Đột nhiên đèn bị cháy, bóng tối bao trùm xung quanh. Cô đi ra ngoài để xem xét tình hình. Một tia sáng đập vào mặt, ngay lập tức có ai đó nắm lấy đầu cô đập vào gương. Ở đâu đó trong trường, Yongran và JK đang lén lút vụng trộm với nhau. Trong hành lang tối, cả hai hôn nhau đắm đuối. Lúc này tóc xoăn vừa rời khỏi trường, anh kéo cửa xếp sắt, khóa lại bằng xích sắt. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ khuôn viên, đèn trong hành lang chập chờn rồi vụt tắt. Một giọng nữ hét lên chói tai từ cuối hành lang, nhưng chẳng có ai ra kiểm tra. Hóa ra mọi người ngủ quên trong phòng học hết rồi. Bây giờ là đúng 12 giờ đêm, có tiếng chuông reo lên, nhiều học sinh đã thức dậy. Cô gái đeo kính bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhỏ từ trên trần nhà xuống trán. Cô ngẩng đầu nhìn lên, có máu đang rỉ ra từ trần nhà, một giọt lại rơi trên kính của cô. Đột nhiên có một người từ trần nhà rơi xuống, mọi người hốt hoảng nhìn qua, là Yongran. Cô ấy bị treo trên trần nhà cả người đầy máu, khuôn mặt còn bị khâu lại. Một tiếng ồn chói tai vang lên trên đài phát thanh, sau đó là giọng nói của một người đàn ông, nói rằng những người tham gia lớp học đặc biệt phải làm một bài kiểm tra, từ bây giờ những người trong đây lần lượt từng người một sẽ phải chết. Ai bị giết, ai là người giết, tại sao bị giết, câu hỏi này mọi người sẽ tự trả lời. Chỉ những người có đáp án đúng mới có thể sống sót ra ngoài. Yongran rơi từ trên mái nhà xuống và đập vào góc bàn, chết bất đắc kỳ tử. Mọi người vô cùng sợ hãi la hét chạy xuống cầu thang, nhưng cổng trường đã bị khóa chặt. Mọi người tập trung ở sân thảo luận làm thế nào để có thể thoát ra khỏi đây. Cô giáo Park quyết định đến gặp thầy giáo Cha để tìm cách giải quyết. Lúc này có người phát hiện trên màn hình TV có một nam sinh đang nằm ở hành lang. Đó là dây cây người đang hẹn hò với Yongran. Cậu lồm cồm bò dậy, bỗng nghe thấy tiếng xe máy, một tia sáng chiếu vào mắt cậu ta. Dây cây dùng cánh tay che mắt lại, phát hiện trên xe máy có người lái. Cậu nghĩ đây chính là người đã đánh ngất cậu, không nghĩ được thêm gì lập tức chạy tới, nhưng chiếc xe máy đã lao thẳng vào dây cây. Lúc đó cậu mới nhận ra trên xe máy có gắn dao. Dây cây quay lại chạy thật nhanh, nhưng xe máy đã đuổi kịp nhanh chóng. Con dao thép sắc bén cắt xuyên qua cơ thể cậu ta ngay lập tức. Dây cây chạm vào vết máu trên chân mình, kinh hoàng nhìn người đàn ông, cậu loay hoay chạy ngược lại. Người lái chiếc xe máy dựng bánh trước của xe lên, rồ ga phóng tới. Con dao thép tiếp tục cào vào cổ cậu, còn anh chàng trên chiếc xe máy như tìm được trò chơi mới.
lăn qua lăn lại trên người dây cây. Cuối cùng cả người cậu dính đầy máu, nằm bất động trên sàn nhà. Chiếc xe máy dừng lại dưới chân cậu. Đợi cậu ta ngẩng đầu lên, chiếc xe máy lao thẳng qua, khuôn mặt đẫm máu của dây cây. Và tất cả được phát trực tiếp lại dưới con mắt của tất cả những học sinh, khiến mọi người buồn nôn chứng kiến bạn cùng lớp bị xe máy sát hại dã man. Cô gái đeo kính nói với Ji-hyun bên cạnh, chắc là hồn ma của Tae-yeon đã đến tìm chúng ta. Vừa lúc đó thầy cha cũng đến, hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra, sau đó lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng không có tín hiệu. Anh nhờ cô giáo Park đưa học sinh vào lớp trước, còn anh và Ki-boom sẽ đến văn phòng để kiểm tra đường dây mạng và phát hiện tất cả đã biến mất. Điều này có nghĩa là họ bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài. Học sinh trong lớp học đang bàn tán xôn xao về sự việc vừa rồi, nghĩ rằng Tae-yeon đã quay lại để trả thù. Một trong những học sinh chuyển trường mới đến hỏi Tae-yeon là ai. Mọi người im lặng trong giây lát. Ju-yu bước ra, cậu ta nghĩ trên thế giới này làm gì có ma, ma làm sao có thể đi xe máy chứ, nhất định có kẻ tâm thần nào đó ở phía sau gây ra chuyện này, và người đó nằm trong số những người ở đây. Lúc này, cô gái đeo kính đột nhiên hét lên. Hóa ra cô đã bị kiến bò khắp cơ thể. Cô đứng dậy tự cào cấu lên khắp người mình, muốn bắt những con kiến này xuống, nhưng càng gãi càng ngứa. Cô nhặt cây bút lên và tự chọc vào người, toàn thân đầy những vết thương. Ji-hyun muốn tiến lên để ngăn lại nhưng cũng bị cào vào người ngã xuống đất. Một lúc sau, cô gái đeo kính sủi bọt mép rồi gục xuống, trên đất tung tóe những viên thuốc. Ji-hyun phát hiện thuốc của cô gái đeo kính rơi vãi lung tung đã bị đánh cháo. Cô ấy đã bị đầu độc. Lúc này giáo viên cha đã trở lại cùng Ki-boom. Ju-yu nghi ngờ thầy giáo cha chính là thủ phạm. Dù sao thì anh ấy cũng là người duy nhất không có mặt tại hiện trường. Trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, thầy cha không giải thích thêm, hạ gục Ju-yu bằng một cú đấm. Đột nhiên đèn trong lớp vụt tắt, mọi người hét lên trong hoảng loạn. Thầy cha cầm đèn pin, gào lên với tất cả, trật tự nào. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, nói sẽ ra ngoài xem tình hình. Tất cả mọi người trở lại ký túc xá. Lúc này trong khuôn viên trường, tại ký túc xá, Se-hee và hai bạn cùng phòng khác nói về câu chuyện của Tae-yeon. Hóa ra Tae-yeon và Se-hee là chị em khác cha khác mẹ. Cha của Se-hee kết hôn với mẹ của Tae-yeon, nhưng Se-hee không bao giờ đề cập đến mối quan hệ giữa hai người ở trường, cũng không cho Tae-yeon đề cập đến chuyện này. Bên kia, thầy cha cùng một vài người khác đến phòng phân phối điện. Tất cả các dây trong hộp điện được tìm thấy đã bị cắt đứt. Sau khi bật nguồn, họ nghe tiếng máy trong phòng phân phối điện kêu lên, sau đó là một tiếng rít. Thầy cha nhìn thấy đồng hồ nén khí có chút kỳ lạ, vội vàng kêu Ju-yu tránh ra, nhưng Ju-yu quay người muốn vặn lại. Lúc này súng bắn đinh hơi ẩn trong bóng tối đã bị áp suất không khí đẩy ra xa. Ju-yu lập tức bị bắn thành nhím. Sau khi rời khỏi phòng phân phối điện, Ji-hyun tìm thấy giáo viên cha, hỏi anh ta tất cả những chuyện này có phải do sự cố ngày hôm ấy hay không. Thầy giáo cha vội vàng bảo cô im miệng, ngồi bất lực trên mặt đất, nói rằng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ji-hyun nói vẫn còn một người khác đã biết chuyện này. Hóa ra trước đây khi ngồi trong lớp, cô bỗng nhận được một tin nhắn từ đầu to. Đó là hình ảnh một cơ thể bê bết máu. Ji-hyun lôi đầu to ra một góc, dùng một khoản tiền để bịt miệng cậu ta lại. Sau khi thầy cha biết được, liền nhặt một cái rìu và đi tìm đầu to. Anh theo vết máu lần xuống tầng hầm của trường, thấy đầu to đang nằm trên bàn, lập tức đến chỗ cậu ta và giơ rìu lên, định sẽ cho cậu về chầu trời. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh vội vàng lùi lại vài bước, trượt chân té vào vũng máu đằng sau. Hóa ra đầu to đã là một xác chết. Thầy cha vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên thấy những bức ảnh trên tường, đó là Ji-hyun và những người khác bị chụp lén khi đang dọn dẹp thi thể. Thầy cha mở tủ bên cạnh, thấy âm bản của tất cả các bức ảnh đều được treo trên đó, lập tức muốn tiêu hủy. Đột nhiên có người đẩy anh ta vào và khóa cửa tủ. Lúc này học sinh chạy tán loạn khắp trường, phát hiện TV đã bật lại. Lần này đến lượt thầy cha bị nhốt trong tủ. Một số sinh viên nhận ra đó là tầng hầm và nhanh chóng chạy đến. Đập vào mắt là đầu to nằm trên vũng máu và thầy giáo cha bị khóa trong tủ. Mọi người chạy đến mở tủ nhưng không thể mở được. Lúc này tất cả học sinh nhìn thấy một bức ảnh dán trên tường. Ji-hyun thấy mọi việc đã bị bại lộ, nhân khi mọi người không chú ý lén lút trốn ra ngoài. Trên những bức ảnh có viết những chữ cái, có lẽ đó là mật khẩu để mở tủ. Se-hee vội vàng đi tìm quy luật. Ki-boom cầm một chiếc ghế đầu muốn giải cứu thầy cha. Khi họ đang loay hoay tìm cách thì nhiệt độ trong tủ tăng cao đột ngột, một ngọn lửa lớn bùng lên. Thầy cha la hét trong tuyệt vọng, cứ như vậy chết trước mắt mọi người. Ji-hyun đã lẻn ra ngoài hành lang tìm đường thoát ra ngoài, bỗng gặp phải cô giáo Park. Ji-hyun vô cùng hốt hoảng, theo thứ tự người chết tiếp theo sẽ là cô. Cô ta sợ hãi kể lại toàn bộ mọi chuyện ngày hôm đó. Đó là một buổi tối mưa rất to. Sau giờ tự học, Ji-hyun cùng một vài người đang ở trong phòng học ôn bài. Ju-yu cảm thấy hơi chán nên đề nghị mọi người uống rượu. Một vài người quyết định tới phòng thay đồ ở bể bơi để uống. Sau cùng tất đã hơi phê, cùng nhau chơi trò nói thật đầy mạo hiểm. Sau một hồi tán gẫu mới phát hiện hóa ra Ju-yu còn chưa mất trinh. Mọi người thấy vậy chế giễu cậu ta. Đúng lúc này, họ nghe thấy có tiếng nước phía bên trong phòng tắm. Thì ra là Tae-yeon tập bơi một mình đang tắm. Họ đều lén lút nhìn trộm.
Ji-hyun không biết xấu hổ còn nói đây là một cơ hội tốt cho Su-il trải nghiệm niềm vui của một người đàn ông. Su-il nghe tới đây không nhịn nổi, nói rằng làm vậy không tốt, tất cả đều chế giễu nói cậu là đồ hèn nhát. Su-il giận dữ xông thẳng vào bên trong, đám người kia vừa xem vừa lên tiếng bình luận. Tae-yeon trong khi chống cự đã nhấc đầu gối đá vào phía dưới của Su-il. Cô nhìn đám súc vật trước mặt, cảnh báo chúng sẽ báo cảnh sát, nhưng đám người này không phải là có người chống lưng, thì gia đình cũng thuộc hạng có tiền, sợ gì mấy câu đe dọa của Tae-yeon chứ. Nhìn thái độ của chúng như vậy, Tae-yeon đã tát thẳng vào mặt Ji-hyun. Ji-hyun bỗng dưng bị tát vào mặt vô cùng điên tiết, tát lại Tae-yeon không ngờ quá tay khiến đầu cô đập vào vòi nước, chết ngay tại chỗ. Ji-hyun hoảng sợ van xin cô Park để mình đi, nhưng đã quá trễ rồi. Cô Park nói với tất cả các học sinh, mọi người chỉ còn 10 phút để liên lạc với bên ngoài, nếu trong 10 phút những người còn lại không thể liên lạc thì sẽ phải chết. Lúc này có 3 học sinh quyết định bắt cô Park lại giao cho cảnh sát, những học sinh còn lại nhốn nháo đi tìm điện thoại. Cô giáo Park tắt phát thanh, đằng sau cô là một người đàn ông cả người đầy máu, anh ta chính là Jung Bum, em trai của cô Park. Hóa ra tối hôm đó Jung Bum không tài nào liên lạc được với Tae-yeon, liền đến trường tìm cô ấy, nhưng lại bắt gặp bạn gái đang nằm trên vũng máu. Khi anh đang cố gắng giành giật lại sự sống cho Tae-yeon, kết quả đã bị chụp lén, hơn nữa còn bị đám học sinh tồi tệ kia vu oan giáng họa cho sát hại Tae-yeon, và Jung Bum đã phải ngồi tù. Chị gái Park và mẹ anh vô cùng đau lòng. Không lâu sau thì Jung Bum cũng mắc vấn đề rối loạn tâm thần. Chị gái Park từ biệt em trai, đến ngôi trường kia trở thành một giáo viên thực tập, vậy nên tất cả những điều này chính là do cô giáo Park và Jung Bum làm. Cô Park chạy xuống lầu, bỗng gặp phải những học sinh muốn bắt cô, chúng ra tay đẩy cô xuống dưới. Phía bên kia đám học sinh vẫn nháo nhác tìm điện thoại. Bỗng nhìn thấy Ji-hyun bị trói dưới sàn nhà, cổ còn bị thắt thêm một sợi dây nữa, đầu bên kia treo chìa khóa hộp điện thoại, chỉ cần họ với lấy chiếc chìa khóa thì Ji-hyun sẽ bị treo lên lơ lửng lên không trung. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, bắt buộc phải quyết định thôi. Đám học sinh thi nhau cướp lấy chiếc chìa khóa, Ji-hyun bị siết cổ hộc máu, Ki-bum và Se-hee tuyệt vọng kéo lấy chân muốn cứu lấy cô, không ngờ lại khiến Ji-hyun bị treo lên tận trên trần nhà, không thể thở. Đám học sinh với lấy chiếc chìa khóa mở hộp, nhưng điện thoại cũng không có tín hiệu. Lúc này Ji-hyun cũng đã chết, bọn họ cũng không kịp tháo chạy nữa. Jung Bum châm lửa đốt trường, mọi người không còn cách nào chạy thoát. Lúc này có người mang đến một bình rượu, Ki-bum ném chiếc bật lửa đốt cháy chiếc cổng sắt, mọi người vội vã chạy ra ngoài. Lúc này tất cả mới phát hiện không thấy Se-hee đâu, thì ra do quá thương nhớ Tae-yeon nên cô đã tới bể bơi và bị Jung Bum bắt lại. Thực ra vào ngày hôm đó Se-hee cũng ở tại hiện trường, cô đã quỳ dưới chân đám quái vật đó cầu xin đừng bắt nạt Tae-yeon, nhưng vô dụng, cuối cùng cô khóc rồi bỏ chạy. Jung Bum tóm lấy cổ cùng cô nhảy xuống bể bơi. Ki-bum lúc này cũng đã đến, nhảy xuống nước cứu Se-hee, nhưng chân của Se-hee đã bị buộc vào một quả sắt. Trong lúc đang định buông xuôi thì hồn ma của Tae-yeon đã tới cứu thoát Se-hee, cuối cùng tất cả đều được cứu lên. Bộ phim kết thúc tại đây, phần này và phần trước không có liên quan gì đến nhau. Ở phần trước gây cho người xem sự căng thẳng khi làm bài thi, ở phần này nói về những cái chết kỳ lạ, phần phim này thiên về cảm giác hơn. Sư tỷ thấy cảm giác của phần phim này mang tới không cảm xúc như phần 1. Nếu khán giả có hứng thú, có thể qua trang chủ của sư tỷ để theo dõi phần 1 nhé. Được rồi, bộ phim lần này tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Mua.